MV Quốc Anh lôi kéo Karen với lại La Thành về phía mình. Dạ. Còn sao để Hữu Tín đứng mình? Thật ra người ta bảo là tiếng xấu đồn xa đó mọi người. Hồi tháng trước anh Hữu Tín chơi là ta nói xuất sắc luôn. Xuất sắc là sao? Không được một đồng nào về luôn. Đọc kể em có chơi mà. Mời đọc. Anh Hữu Tín. Xong. Xong. Dạ. Cái đó là tiếng lặng, tiếng lặng mới đồn xa. Tại sao mọi người không hỏi tôi là lý do? Hỏi dạ đi. Đây, hỏi sao vậy? Một lần nữa em đến với game show này muốn truyền đạt lại cho các em nhỏ chơi chung về cái lòng tin. Mình phải biết tin tưởng những người xung quanh mình, tuy họ có gạt mình hay sao đi chân nữa mình vẫn tin. Nói vậy là số trước anh Tính chơi dộ luôn ha anh. Có gì đó, thì đó, không có đồng nào. Thì tại sao phải nghĩ cho anh Tính? Trời ơi. Thành ơi. Tại vì chút anh Tính đoán thì em đoán ngược lại là đoán ngược lại là thắng rồi. Vậy em nghĩ lần này em quay lại để làm gì? Em nói thiệt sự với anh thì em tới chương trình này chắc chắn là em mang tinh thần ăn bột nên em mới bận cái áo này. Không có sợ cái chuyện này. Anh cũng không phải lệ khi chọn màu áo trắng tinh khôi. Nhưng anh hứa với em chút anh chọn cái nào anh nói cho em biết để em chọn ngược lại. Em cảm ơn anh. Mà tại sao em đã chơi một lần rồi mà hôm nay quay trở lại? Chắc chương trình ngại với em. Em không có một đồng bạc nào, cho nên chương trình tạo cho em một cơ hội nữa để em đến đây em có thể hòa nhập với chúng bạn và mang về được một phần thưởng nho nhỏ xinh xinh. Nếu như hôm nay quay trở lại mà cũng là không đồng nữa thì sẽ có một bài hát viết riêng cho em là Người Trở Về Không Hạnh Phúc. Ê, nhưng mà anh có để ý không? Lúc trước á, mang về o đồng á, tự nhiên tới mùa này là tự nhiên ai cũng thắng. Lê Dương Bảo Long cũng vậy, những người khác ai cũng tự nhiên thắng. Tức là những người mà không có tiền á, quay lại đều thắng. Đúng rồi. Giòn giả. Đúng rồi. Em về team anh nhất trẻ nghe chưa? Em về team anh ạ. Chị có năng đổi chiến thắng. Ủa sao lật mặt vậy? Đấy. Nè. Quay qua đây nói chuyện coi. Tuy vượt trội về số lượng nhưng hình ảnh không đẹp mắt lắm. Không sao anh. Có gì em sẽ nhìn xa trông rộng hộ anh cho. Nhỏ sao? Nhỏ ba má nuôi sao? Lúc mình bự vậy ba má có buồn không? Như anh là bình thường nè, anh phát triển bình thường nè. Tại sao mọi người cười? Sáng ra đi khám đàng hoàng mọi người đều nói là năng lực trí tuệ mọi thứ là phát triển bình thường. Đây, phát triển bình thường. Còn đây sao? Bị gì á? Rồi hai cô gái xinh đẹp ngày hôm nay là Emily và Karen chắc là cũng sẽ may mắn thôi. Tại thường thường gái đẹp tới chương trình này toàn về nhiều tiền. Trời em hy vọng vậy luôn á. Trời em hy vọng quá. Không ăn một lần bột nào. Cái điều đấy là không có, dù em thắng hết anh Giang cũng sẽ cho em ăn. Vậy. Mùa này là anh Giang không có chơi dơi. Chơi dơi vậy nữa. À chơi sạch lắm. Sạch rồi hả? Dùng từ gắt quá ha. Anh Giang là thương đồng nghiệp. Đúng rồi. Cái phía bên Seoul giờ này dùng cái từ ngữ lạ lắm.